Cái em mới nói là ủa sao kỳ vậy, ủa gặp thôi đâu ai ăn thịt gì đâu mà không cho gặp là sao, em đang ở đâu rồi? Cái vợ em từ trong hẻm đâu đi ra đứng vậy nè, em thì em đứng trước rồi. Ủa em đây nè, tự nhiên em nhìn thấy trời ơi người gì mà bự vậy. Có nói ra miệng không? Có luôn, em nói luôn. Như là chơi cái chiêu mưa dầm thấm đất đó. Thì từ từ nó phải nảy sinh tình cảm mà đi chơi với ổng. Ổng có một cái điểm em nói thiệt luôn, rất là dễ thương, rất là thiệt tình, không biết nhờ ai hết. Mà em sợ cái giọng em sợ ma nữa, em chùm sợ ma luôn. Em nói chứ trời, vô tới đó rồi mở cửa không biết sao vô, em mới gọi điện trong này. Em nói giờ hết rồi không ai để nhờ hết. Thì mấy tháng trời thì quen ổng rồi, mới nói anh ơi, bây giờ em có này em nhờ anh nha, anh đi lên nhà chị em với em được không? Ổng ờ, ổng ờ xong cái quan sạn đó ổng chở lên nhà chị em xong. Thì em mở cửa em vô được cái rẹt vô được liền, không có hề giáp giáp cái ổ khóa gì hết. Em mới nói ủa chết cha, hình như là mình sai gì á. Mình biết ông này mấy tháng mà mình đâu có biết nguồn gốc ông ở đâu, nhà cửa ông ở đâu, ông là ai, chứng minh nhân dân ông ra sao mình còn không biết nữa, chết cha, gì kỳ vậy, sao kỳ vậy. Giờ bắt đầu quay qua sợ ông hết sợ ma rồi. Dạ, chào những chị. Người quá thân quen với tôi chứ trời trời, cho em làm như thân của mình em vậy đó. Chưa, em chưa nói em hết, có thân với chị không? Dạ có. Ở đây là quá thân quen luôn, mời hai em giới thiệu về mình. Lần đầu tiên xin giới thiệu là em tên là Tuyền Mập, nghề nghiệp của em là diễn viên. Dạ, năm nay em 35 xuân à. Em lấy chồng thì được 5 năm rồi à. Và ngày hôm nay em rất là háo hức vui mừng khi được gặp mặt chồng em à. Rồi. Còn em? Em tên Võ Hiếu Nghĩa, em làm nghề thợ điện, năm nay em được 35 tuổi. 35 quê quán? Quê quán em ở Cầu Lãnh. Đó. Rồi hai người này gặp nhau sao ta? Nhưng mà biết nhau nha, nhưng mà chưa có biết dạ. Là lý do gì tại sao gặp đúng nhau vậy, luôn á. Đúng vậy, đúng dạ, không? Dạ, dạ. Dạ thì tình cờ bạn của ông xã em là gọi điện vô máy của bạn em là cách đây cũng lâu lắm rồi, khoảng tầm năm 2010 á. Ừ. Gọi mà gọi giống như gọi khơi khơi, gọi đại thôi. Thì ai về gặp bạn em mà bé hơi nhút nhát, nó cũng bự cơ em mà nó nhát lắm. Đêm nào cũng gọi hết, mà mỗi lần gọi là alo. Alo xong cúp máy, giống như bị quấy rối á chị. Con bé nó mới sợ thì nó mới mét với em. Em mới nói đây đưa đây tôi xử cho. Thì em gọi là em chửi té tát vô mặt luôn, đâu có hiền. Em mà cái miệng dữ lắm. Thì mới gặp ông này, thằng kia nó bị chửi quá, nó sợ, nó đưa máy qua ông này. Ông này chửi là em. Ôi vậy thôi. Thì em đấu khẩu nhau trong điện thoại, em mới hỏi là bây giờ ở đâu. Em tức quá em muốn nhào vô em quánh luôn á. Thì thằng kia nó mới nói là chị ơi em ở Cao Lãnh. Nói Cao Lãnh là chỗ nào mà thật sự em không biết, Cao Lãnh là Đồng Tháp luôn. Là khúc nào mày gần Sa Đéc không? Dạ không chị, xa hơn đó thôi, xa quá không đánh mày được mày ơi. Là không đánh được, là lúc đó em rất là tức. Sau cái cuộc điện thoại đó thì cái người bạn của anh này là có gọi điện xin lỗi em. Nói là thôi hiểu lầm thôi, tại vì thấy bạn chị dễ thương nên mới ghẹo, chứ thật sự là không có quen biết cũng không có gì. Nó xong rồi cúp máy. Là từ đó về sau mấy tháng sau không gọi điện, đột nhiên mấy tháng sau tự nhiên nhắn tin, nhắn mà giống như là bị khủng bố em chị. Thì em mới nói thôi không mắc mới gì để trả lời hết. Nên thế là bí bách quá cả tuần sau gọi điện cho em. Nhưng mà tại sao gây lộn, coi như là không có ưa nhau mà lại chủ động nhắn tin cho tiền? Em cũng chỉ là thích thích thôi. Lúc đó thì em nghĩ là không, em không có yêu đương gì đó. Chỉ là mình nghĩ như bạn bè thôi. Trong cái quá trình mà gọi bằng điện thoại không thì khoảng mấy tháng? Khoảng 4 tháng, 6 tháng gì đó. 6 tháng? Dạ lâu lắm. Là bao lâu tụi em mới gặp nhau lần đầu tiên ngoài đời? Cái lúc đó là ở dưới quê, em đi lên trên Sài Gòn, em thường em đi lấy đồ. Em mua đồ ở trên này về dưới xưởng em làm. Thì em mới hẹn, nói là bây giờ bữa nay anh đi lên Sài Gòn anh thăm em nha. Là lần đầu tiên đó. Cái lần đầu tiên cái em bắt đầu, vợ em nói là Thôi anh đừng có gặp em nha. Không, rồi sự tâm lý em lúc đó hay là không gặp. Cái em mới nói là ủa sao kỳ vậy, ủa gặp thôi đâu ai ăn thịt gì đâu mà không cho gặp là sao. Thì cái lần đầu tiên mà em gặp em ấn tượng nhất luôn á. Hai chồng em gặp mà tới giờ vợ em nó còn. Có ai cho em mượn cái cây không mọi người? Đập không hả? Đập liền. Sao vậy? Điện thoại nói em đang ở đâu rồi. Cái vợ em từ trong hẻm đâu đi ra đứng vậy nè, em thì em đứng trước rồi. Ủa em đây nè, tự nhiên em nhìn thấy trời ơi người gì mà bự vậy. Có nói ra miệng không? Có dạ, luôn á, em nói luôn. Trời ơi người gì mà bự dữ vậy, là em cầm điện thoại em buông tay. Mà đúng hình luôn, đúng em đúng hình luôn. Nhưng mà cái hôm đầu tiên, lần đầu tiên gặp ảnh thì em có cảm giác sao? Anh này sao? Chuối chị, chuối ý là chuối là lúa đó, là lúa nhìn đó. Quê á, nhìn quê á chứ không phải là. Nhưng mà em có cảm mến không? Dạ chưa. Cái gương mặt của ông lúc đó em sợ lắm, tại em cũng thích người để hai mái, thà là như anh Thuận luôn, hỏng tóc luôn cũng được. Đẹp mà nhìn mặt ổng bậm trợn lắm kìa, lúc đó nhìn mặt ổng ngầu lắm. Có đi chơi hay uống cà phê gì không? Hay là gặp thì sau đó em mới chở đi ăn. Đi ăn ăn gà rán. Rồi đến lúc nào thì em mới cảm thấy là thích. Rồi từ từ, lần đầu tiên thì nó cũng chưa là thích. Rồi xong rồi thấy vợ em nói chung là cũng thấy cũng dễ thương. Càng ngày yêu bả luôn đó. Yêu bả luôn. Ổng về xong cái tầm tuần sau ổng lên nữa. Cái có khi là 3-4 ngày lên nữa, em mới nói ủa bộ rảnh lắm hay gì, tự nhiên đi quay trời. Giống như là chơi cái chiêu mưa dầm thấm đất đó. Thì từ từ nó phải nảy sinh tình cảm mà đi chơi với ổng. Ổng có một cái điểm em nói thiệt luôn, rất là dễ thương, rất là thiệt tình. Một ngày nọ bà chị mới gửi nhà cho em. Nhà Tú quận 12 á, mà cái khu đó lúc đó là nó vắng. Thì em mới sợ là cái mấy cái ông ăn trộm á, ông mới ăn cắp đồ. Thì em mới nói thôi để em về nhà em canh nhà cho bà. Nhưng mà em đi quay nguyên ngày rồi, thì ông này ông còn ở khách sạn nè. Em đi quay về em nói chết rồi,
giờ không biết nhờ ai hết. Mà em sợ, cái giọng mà em sợ ma nữa, em chùm sợ ma luôn. Em nói chứ trời, vô tới đó rồi mở cửa không biết sao vô. Em mới gọi điện trong này, em nói giờ hết rồi, không ai để nhờ hết. Thì mấy tháng trời thì quen ổng rồi, mới nói anh ơi, bây giờ em có này em nhờ anh nha, anh đi lên nhà chị em với em được không? Ổng ờ, ổng ờ xong cái qua khách sạn em đón ổng, chở lên nhà chị em xong. Thì em mở cửa em vô được cái rẹt, vô được liền, không có hề dắp giáp cái ổ khóa gì hết. Em mới nói, ủa chết cha, hình như là mình sai sai gì á. Ủa mình biết ông này mấy tháng mà mình đâu có biết nguồn gốc ổng ở đâu, nhà cửa ổng ở đâu. Ổng là ai, chứng minh nhân dân ổng ra sao mình còn không biết nữa, chết cha. Gì kỳ vậy, sao kỳ vậy, giờ bắt đầu quay qua sợ ổng hết sợ ma rồi. Thế là em mới nói thôi bây giờ là tụ hết, là suy nghĩ là anh nói chỉ có giữ cái chìa khóa nhà thôi, chìa khóa hú nữa, đụng vô là nó hú liền, phải giấu làm sao để cho ông này đừng có thấy. Cái đi vô ngủ là trong tay em cầm cái điện thoại mà phòng ngủ thì chỉ có một cái phòng ngủ thôi, cái nệm chị em bên đây, cái nệm cháu em bên đây, em kêu anh qua anh kia nằm đi, em nằm bên đây. Mệt quá rồi cầm cái remote với lại cái điện thoại bên đây ha, nhào vô quất luôn á, nhào vô quất luôn á. Bả nằm bả canh chứ bộ, bả canh sau 2 giờ mấy khuya mà tới 5 giờ mấy sáng bả tỉnh dậy bả hết hồn mà ngủ quên. Trời ơi, cái lúc mà em ngủ quên vậy em hoang mang tột đỉnh luôn á. Mở mắt ra thấy là Mỹ nó có ngủ không? Không, ổng không ngủ mà ông gì nè, ông nằm nghiêng, em cũng nằm nghiêng. Mày nhìn em hả? Ông khoanh tay, ông nằm nhìn em, nhìn vào, trời ơi trời, hai con mắt trò lỏ nhìn em. Em mới nói chứ chết rồi, không biết tối mà nó làm gì mình không, chạy ra, chạy đi vô nhà vệ sinh kiểm tra gấp nè. Nói chung là cẩn thận, đêm đó là không có dính gì. Dạ đúng. Rồi đêm sau thì sao? Đêm sau còn ngủ ở nhà nữa không? Dạ không, tự nhiên 5:30 sáng em bật dậy, em nói chứ thôi dậy dậy đi ăn sáng uống cà phê, tại mới nằm mấy hả? Dạ đúng rồi, tại vì 6:00 là phải lên đoàn phim rồi. Thì em mở điện thoại ra cái hỏi ơi là bể bối cảnh. Em nói rồi, nguyên ngày nay đi chơi luôn. À thế là dắt đi ăn đi uống. Cũng phải mấy lần sau nữa thì mới có cái chuyện mà hai đứa tụi em ăn thịt nhau. Thôi bây giờ qua chuyện đám cưới đi, đến cái cơ chế kia đi. Đại hội vạch mặt á. Ủa nhưng mà bây giờ hai đứa vẫn ở xa hả? Dạ đúng rồi, đúng ở rồi. Xa. Cái dòng mà ở chung mà có tật xấu nó mới ghê, còn cái dòng mà lâu lâu gặp mà có tật xấu nó mới đáng sợ. Đó rồi, bây giờ trước mắt là hỏi nè, có ghen không? Ôi ôi ôi, ghen. Đứng đầu danh sách ghen là người đàn ông ghen nhất Việt Nam đó. Trời ơi. Bây giờ em ghen sao, kể chị nghe một cái tình huống ghen của em coi. Em ghen cũng là bình thường chứ chị thôi. Là chị biết rồi đó, nhưng mà chị muốn khán giả coi. Ghen á, mỗi người mỗi cái điều cái tính khác nhau, còn em thì tính em khác. Yêu cầu em gọi điện, alo em đang ở đâu nhỉ? Em làm gì? À nói chuyện đúng mình cảm thấy hợp đúng là thôi. Nhưng mà giờ em nó hay chọc em lắm. Cũng như là bây giờ lừa mình ấy. Bây giờ em đang ở đây nè, em đang ở khách sạn. Ủa ở khách sạn với ai, làm gì mà làm mình quạo quạo xong rồi cái chọc quê mình. Mới 3 ngày nay tự nhiên đang điện thoại nó, anh lên tới chưa em, ra em đón anh nha. Nó anh đang trên xe, đang gần tới à. Ông nói là lát nữa ông lên. Em nói chút xíu nữa em chạy ra em đón anh, là bữa đó em đi lấy cái vali đồ. Thì em đã tới nhà nhỏ bạn em rồi. Cái xong cái ông tới rồi cái em nói ủa em đang đâu vậy? Nói em đang nhà bạn Hợp. Đâu nhà bạn Hợp đâu, quay coi coi. Mà em nói thì chị nói nào ngay, thí dụ như vợ mình ở trong khách sạn hay là đang ở trong một cái khung cảnh tối thui, hay là không mặc đồ hay là mặc đồ hở. Dạ em mặc quần jean, em mặc áo thun mà em xách cái giỏ như vậy nè, em đứng ngoài đường quay vòng là em không có gì mày bà hết. Nhưng mà em chỉ nói em chọc em sai địa điểm coi thái độ hồn sao. Thôi em đừng có đón anh nữa, anh đi về luôn. Giận. Mà xe chưa đậu tới bến xe mà đòi đi về, em biết đi về ngã nào. Em mới nói chết rồi, quạo rồi quạo rồi. Là gây suốt với em từ lúc từ bến xe em đón cho tới lúc về tới nhà luôn. Là còn hậm hực á anh. Còn phải năn nỉ mấy ngày trời. Là điện thoại là phải quay khắp nơi để chứng minh đúng không? Dạ 360 độ quá chị. Rồi còn tính xấu gì nữa không? Trời ơi lười. Em nói anh lười. Lười thí dụ là lười gì? Bây giờ em kể hoàn cảnh rồi mọi người cho nó là cái lười gì nha. Thí dụ bình thường anh không có được ở gần vợ gần con anh đi. Thì ít ra mỗi lần mà anh được gần vợ gần con anh phải tập trung. Anh chơi với vợ chơi với con. Không. Chơi được có ngày đầu tiên lên hả, cái tới ngày thứ hai cái sáng ra cái ăn sáng xong cái nằm dài ở nhà nè coi YouTube. Con chơi gì kệ nó. Xong rồi tới hồi cái con đi tắm là em tắm, cái lúc mà em cho con tắm em cho con ăn là bắt đầu ổng đi ngủ. Ổng con ổng mệt mắt rồi, cái tới hồi em cho con ngủ cái ổng thức nữa, ổng thức dậy ổng ăn cơm trái buổi không ăn chung với em luôn. Ăn cơm ăn xong cái hồi nằm coi YouTube tiếp, là lúc đó nhỏ ngủ dậy xong là tới giờ ổng mỏi mắt rồi. Cái nhỏ thức dậy chơi cái ổng ngủ, phải em nổi điên không? Lười không chia sẻ và không tận dụng thời gian ở bên vợ con đó đúng không? Rồi lười. Mà ổng ở dơ không? Rất là bê bối, những cái quần áo cũ mà để mà đi lau nhớt. Em nói thôi đồ nào cũ quá lau nhớt bỏ đi anh. Thế là ổng mới quăng vô một đống vậy đó, cái ổng gom ruộng gòn tròn ổng nhét vô cái máy giặt. Thiệt á, cái máy giặt nó cũng nghiệp chướng lắm, nó mới vô nhà nó làm cái máy giặt á. Trời ơi, nó vừa giặt đồ dơ mà nó vừa giặt đồ nặng, giặt nó vừa hồn vô hết. Đó cái đầu cái áo nó lan lỗ nhưng cho đớm vậy đó. Trời đó. Thế xong cái em ủa sao cái này em làm đồ rẻ rồi mà sao kỳ vậy? Ủa ai biết đâu, thì thôi kệ nó, trước nó cũng là đồ mình. Cái đó là bê bối rồi. Bê bối là bê bối. Và em mong muốn ông thay đổi điều gì? Thứ nhất là em muốn ông thay đổi là thắt chặt tình cảm hơn với vợ con. Có thể em chờ anh 1-2 năm nữa
Nhưng mà khi con vô lớp 1 anh phải lên đây anh hoàn toàn, anh ở đây với em để cùng em dạy cho con nó học. Thứ hai nữa, bớt bề bối, thắt chặt tình cảm hơn vợ con. Tốt nhất là ở với vợ luôn, có gì ăn đó, đói đói, no no. Chứ không có cần thiết là phải nhiều tiền mà xa nhà, đừng có yêu xa nữa, đúng không? Đừng có sống đó, nghe hiểu cái mong muốn của vợ không? Ở giờ tới em đó nghĩa. Dạch mặt em đi, đó. Dạch đi. Đây là cơ hội để cho em lên Sài Gòn để mà em dạch mặt cô này nè. Đó. Có tật xấu không? À, vợ em thì tật xấu là hơi bị nhiều á. Nhưng mà mình kể những cái điển hình thôi. Điển hình là em cảm thấy là vợ em là ghen quá mức độ. Cho hai đứa cùng ghen á. Không, mà vợ em ghen ghê lắm nha. Tại vì sao? Tại vì ở xa, nếu như ảnh mà khắc phục được cái chuyện ở xa thì là sẽ không còn. Rồi, để cho Nghĩa nói. Tại vì em làm nghề á là tất nhiên là em không có ở không được. Ví dụ như khách hàng, em vừa phải tiếp khách hàng, em phải làm nữa. Thì đang làm đó, cái máy công nghiệp nó chạy thì mình không có nghe được. Thì khi điện thoại tới thì mình không nghe xong. Một hồi quay lại thấy cuộc gọi nhỡ, mình sợ rồi, bấm lên gọi. Là bị vợ em muốn quát em hết hồn. Bây giờ anh làm cái gì? Anh làm cái gì nè? Nãy giờ làm cái này nè. Hôm nay nè, không có, cũng cự em hoài vậy đó. Bực mình lắm, nói nhiều cái mà mình không có mà mình tức. Rồi ghen còn gì nữa? Tật xấu là hay quát nạt em lắm. Hay ăn hiếp mình. Giữ, ăn hiếp. Chưa nói được gì trơn là bị là tính tình như vậy là nóng nảy đó. Áp đảo em. Mà ngộ lắm, mỗi lần mà quát nạt em giận em không thèm nói chuyện. Thôi anh không nói chuyện em mệt quá. Là em bỏ đi chỗ khác nha. Vậy mà lũi lũi theo năn nỉ. Ờ anh ơi em xin lỗi anh nha. Xin lỗi anh nè. Thôi không có xin lỗi. Mình không quen. Vậy em mong muốn Tuyền thay đổi gì? À, em chỉ mong muốn cho vợ em đừng có ghen tuông bậy bạ thôi à. Chứ thật sự là em bớt ghen đi phải không? Tức là cái điều mong muốn là bớt ghen. Còn Tuyền nó muốn em tới ba cái lần đó. Em thì em sẽ thay đổi được bình thường thôi mà. Thiệt không á? Ok anh... Nói nghe nè, cái điều mà mong muốn nhất bây giờ làm sao hai chồng ở gần với nhau, đừng có xa nữa. Xa lâu quá rồi, đúng không? 5 năm trời. Xa lâu quá nó lạnh lắm. Xa lâu thì giờ Nghĩa coi, Nghĩa sắp xếp cái chuyện đó coi như thế nào. Thôi thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng mà lúc nào cũng tràn đầy tình thương mến thương, đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi rồi. Chúc tụi em sớm hoàn thành. Em tên là Đinh Hiệt, điển hình là Đinh Hiệt. Em là giảng viên trường đại học. Điển hình năm nay tuổi? Dạ năm nay em 29 tuổi. Giảng viên mà bên khoa nào hiện không? Dạ em bên khoa học máy tính. Thế còn em? Dạ em tên là Lan Di, năm nay em 26 tuổi và hiện nay là em ở nhà nội trợ. Nếu anh đó không lầm là chắc em là hồi xưa là đi học rồi gặp ông thầy này, rồi cô ông thầy đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chắn là có rất nhiều điều thú vị nằm trong chương trình ngày hôm nay. Rồi bây giờ là kể về cái mối tình của hai bạn khi mà còn lúc mà theo đuổi và phát hiện nhau đi. Dạ, hai tụi em gặp nhau lần đầu tiên là tại giảng đường đại học luôn. Em là sinh viên, còn ảnh là giảng viên. Ấn tượng về nhau thì hầu như là không có gì hết. Em chỉ thấy thầy rất là mập. Mặt không sáng sủa, nói chung là không có gì ấn tượng. Trời ơi, nói quá vậy. Ấn tượng của vợ người chồng đó chứ là không có gì ấn tượng. Thầy sao thầy để trò nó nói mình quá vợ vậy? Em thì lúc đó là cũng không ấn tượng như vợ. Tại vì em thì thích những cái cô mà tóc dài. Còn vợ em lúc đó là tóc quăn. Cho nên là em không có để luôn. Có nghĩa là cũng không ấn tượng như vợ luôn. Dạ, không ấn tượng. Ủa vậy thì điều gì để cho hai vợ chồng ấn tượng? Cái ban đầu em nghĩ thầy giáo thì em nên giao lưu với thầy giáo. Rồi em có làm quen chắc chích theo kiểu thầy thôi. Sau khi ra trường thì ảnh nói ảnh thích em rồi ảnh theo đuổi em. Vậy đó hả? Từ đây rồi đúng không? Vợ em tốt nghiệp xong rồi thì em mới hẹn với bạn em là giống như mình đi chơi uống nước cà phê. Cái sau quá trình đi chơi cái mình thấy là cái cô này có vẻ như hợp với mình. Thì cái bắt đầu cái mình mới tìm cách để mình cua. Từ khi mà phát hiện ra thích em thì em ghét. Tại vì hồi đó anh rất là mập, 85kg, rồi anh mặc đồ rất là ngố nữa. Nói chung là đi chơi vài lần nói chuyện thì em thấy là không có đúng gu. Em thấy theo đuổi em thì em sợ, em đi về quê làm. Ở quê em ở đâu? Dạ quê em ở Gia Lai. Thế có lần nào em đi lên Gia Lai em gặp bạn gái em không? Em yêu rồi đó, cái bắt đầu là em mới lên. Mà lên là cũng rất là cực, từ Sài Gòn mà lên Gia Lai. Đi bằng gì? Đi máy bay, sáng đi chiều về á. Em đuổi lên đó. Em rất là khó chịu, nhưng em thấy lên vậy là em sợ mọi người hàng xóm á, họ biết em sợ lắm. Vậy hả? Trời ơi sợ lắm. Rồi em về luôn. Em không có cho tới nhà. Dạ, em luôn thì em về. Tại vì em mà không về là vợ em sẽ giận rồi mặt nhăn. Có chịu. Sao vậy mà làm phải lý do rồi sao mà em sợ? Thật ra là em không có thích một người mà vừa mập vừa béo như thế mà đi tán em để cho người ta về. Người ta cứ ồ có con mập nào cứ đi cuông di hoài. Cái gì? Với lại em không có mến ảnh nữa. Lúc đó buồn không hiểu? Cũng buồn. Nhưng mà em ơi, mình chơi một cái chiêu là mình lên vậy cảm động. Nhưng mà em mất bao nhiêu lần để em đi lên đi xuống kiểu vậy? Em đi khoảng 4-5 lần. 4-5 lần vậy là em không cho ở lại lần nào hả? Dạ không, lúc đầu thì cũng có bạn bè em biết rồi nói với ba mẹ em nghĩ là thầy rồi hay là bạn lên thì cũng phải tiếp. Rồi cái mời về nhà chơi, nhưng mà em cũng khèo khèo em bảo là chơi chút thôi về đi. Coi như là vui thì cho ở lại, buồn thì đuổi về đúng không? Dạ không có vui. Đến bao lâu thì mới chấp nhận anh này? Thực ra là em giao kèo thôi, khi nào anh xuống 15 kg thì mình tính tới chuyện cưới xin luôn, khỏi yêu đương gì hết á. Xuống rồi, em xuống là 7 kg. 7 kg? Dạ. Có nghĩa là đó là một lý do để em chấp nhận làm vợ hả? Dạ thực ra thì em cũng mến, nhưng mà
em không thể hiện. Ừ. Rồi em thấy ảnh tập chịu tập thể dục sáng tối vậy đó. Thế lẽ 15kg nó cưới rồi 7kg cưới luôn. Dạ. Rồi sau đám cưới em còn tập thể dục nữa không? Dạ không, em vẫn đang giữ nguyên. Đầu tiên em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ 6 tháng. Bây giờ thì đã yêu chưa? Em yêu chồng em chứ. Thế là giờ em là yêu nhưng rồi mà thất vọng nhiều. Ủa gì kỳ vậy? Thất vọng về nhiều thứ. Cái thất vọng của em về ông chồng em là... Rồi rất là lười, rồi ăn nói rất là kém duyên nữa, rồi chậm chạp, nói chung là tỉ tỉ tật xấu luôn, khuyết điểm quá nhiều. Trong khi người em rất là khó chịu, tức là em rất là để ý, ăn em cũng để ý, đi em cũng để ý, làm gì em cũng để ý hết, mà càng để ý thì thầy càng ghét. Một cái tính xấu của vợ em nữa là vợ em là rất là khó chịu, chuyện rất nhỏ luôn, ví dụ như em đi đi. Dạ em thí dụ nó đi là phải đi bước dài ra, đi nhấc cao chân lên. Em đi là sạch sạch cái. Em đi sao đâu đi chân lên. Thử đi đi, coi vợ mình nhăn, đi thử chồng ra lại coi. À đó, đi đó, đi gì được rồi, con nói đó. Dạ không, đi là phải không để ra tiếng. À, dạ. Đi là kém duyên là kém sao? Anh nói chuyện gọi là hơi vô duyên. Sao mình có thấy mọi người là thầy Hiển có vô duyên không ta? Không à. Thầy Hiển bây giờ nếu muốn nói thầy Hiển, ổng ăn nói vô duyên thì phải kể một câu chuyện nào đó điển hình. Vậy thường là anh kể chuyện cho em nghe thì anh cứ kể là em ơi, anh có chuyện này kể cho em nghe, cái em là tập trung nghe rồi. Cái xong em anh kể chuyện này cho em nghe. Nói câu đó là lặp lại hết mất 5 lần. Sau đó là kêu rồi chứ hôm nay á cái cô này tức là bạn của anh á là tới chỗ này mà bị đau chân em. Rồi hỏi ờ đau chân sao? Đau chân á, giống như em không biết vậy đó, cứ nói lại rồi cứ bắt đầu kêu là không đi được, giờ phải nhờ em gái chở giùm. Mà em gái của cô đó em làm cho việc rất là căng thẳng, kể dài dòng. Lúc cuộc chị có chuyện là chị đã bị đau chân, nhờ em gái chở đến, mà em gái là mất cái chuyện khóa xe. Là cái nội dung câu chuyện là chỉ như vậy như đó thôi. Trời anh kể dài. Em thì nôn, em hỏi rồi sao, có chuyện gì đặc sắc không, tình tiết gì? Không, té vậy mà bị gãy chân luôn rồi hết rồi đó. Rồi hết, đau rồi. Rồi có hay có cái chuyện gì mà vô duyên hơn nữa không? Thay vì kể cho em thì kể cho mẹ em hoặc là mẹ của ảnh là như nào? Dạ có, ví dụ như mẹ mới mua cái xe đi. Thì ảnh kêu là chứ trời mua xe chứ mới nữa cái chừng bán á. Mà nó bán nữa là mẹ mua chi vậy, mẹ mốt đổi xe nữa. Người ta kỹ, mới mua gì là phải để xài lâu chứ, cứ nói trước vậy đó. Thôi vậy ông đừng đi mở hàng người ta nghe. Sáng sớm đi lại cái tiệm trái cây đó, trời ơi bán nhiều trái cây ngon quá, coi chừng để tới chiều không ai mua. Mà có cái nào vì cái chuyện đó mà nó làm ảnh hưởng cái chuyện giữa em với mẹ chồng em không? Bình thường á không có mọi người, anh ăn bình thường. Tự nhiên hôm nay có nhà chồng họ hàng ngồi rất là đông, thế là ngồi ăn vậy. Cái nhìn mặt em không dám ăn. Chứ là mấy người mới hỏi là ăn đi Hiển chứ mày sợ vợ mày dữ vậy. Con hơi để cho mẹ hiểu lầm đó phải không? Dạ đúng rồi. Ảnh lén bắt anh ăn rồi cái em mở mắt là ảnh không ăn nữa. Em đâu có cấm gì đâu. Em đâu có cấm đâu mà cứ làm như vậy, cái xong mọi người kêu trời ơi nó không cho chồng nó ăn kìa. Anh vợ em nó dữ quá không cho chồng nó ăn. Không mà vợ em vậy là cũng dữ thiệt. Tưởng tượng cái biển cảm mà lên mình còn không mà ăn mà không ngồi dám ăn nó ngồi nhìn vợ. Vợ lấy chỗ khác cho. Vợ nhìn cái đầu bỏ xuống lại. Mà bây giờ còn không? Còn, với lại anh rất là lề mề. Nồi anh ngủ dậy là anh lăn qua lăn lại là hết chắc cũng phải 10 phút. Từ nằm mà đến ngồi, rồi từ ngồi rồi đứng. Bước đứng là bước đi là khoảng bao nhiêu lâu? Dạ chắc cũng phải nửa tiếng. Giờ chưa tính là còn vệ sinh buổi sáng là cũng hết nửa tiếng đồng hồ nữa. Là anh ra khỏi nhà là rất là trễ rồi. Anh không có chuẩn bị được cái gì cho anh hết. Em phải cất vi tính, cất đồ này, cất cái kia. Anh trễ là anh rồi chứ. Nhanh lên trễ rồi kia. Là giống như em làm vậy đó. Trong khi tự ảnh mà lúc nào anh cũng đố hô em hết vậy đó. Em á là nhiều lúc cưới chồng mà nghĩ mình đang ở với con nít vậy đó. Tại vì ảnh không biết làm gì hết. Đồ anh đi tắm anh cũng kêu chứ. Đồ em hỏi đồ làm gì? Đi tắm. Ở tủ anh lấy đi. Chỗ nào em? Anh không có biết cái gì hết. Thì vậy luôn á hả? Mấy cây đó nó ở trong nhà em ít để ý. Cái gì cũng phải vợ làm thì mới chịu được. Rồi thầy Hiển, thầy bất ngờ gì ở cô vợ này? Vợ em là cô tính là nhăn, tức là những cái chuyện nhỏ xíu cũng nhăn lên, suy diễn ra thành là anh không thương em. Cái cách nhăn của vợ em là nó khó chịu lắm. Nhăn sao đó? Nhăn mặt y nó lạnh như tiền á. Đụng không thèm trả lời. Mình biết nhăn là cái mình giận. Em ơi mình đi ăn kem đi. Anh yên mình đi. Anh còn gì nữa? Dạ còn cái đó nó rất là dữ lắm. Có một lần cái em đi về, cái lúc đó vợ em ở nhà có cái chuyện gì đó buồn mà em biết buồn rồi, em hỏi có chuyện gì không, không nói gì hả, không nói gì thôi. Thì cái em ăn cơm xong cái em lên ngủ, cái tiện đến tối gì đó đập 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 em, cái em hết hồn luôn. Em đang ngủ mà tiện có giống tưởng như trời đập xuống gì á, tưởng trời sập cái em ngủ, cái em thức mình tỉnh dậy. Cái em mới trả lời hỏi ủa sao có chuyện gì. Anh không yêu em rồi, anh em vậy mà anh không lo cho em được, cũng là cào gấu em từ bên tá lả thôi. Rồi cuối cùng sao? Rồi cái em phải hỏi rồi cái chuyện gì, cái bắt đầu mới kể. Không, nhưng mà em chưa nói hết câu là đã ngủ mất tiêu rồi, không nghe cho có thôi. Thế thì bây giờ em mong muốn ở thầy Hiển thay đổi điều gì nhất?
Dạ em mong muốn là anh giảm ký và nhanh nhẹn lên, nói chuyện để ý một chút. Vậy Hiển mong muốn ở gì thay đổi điều gì? Mong muốn vậy em đừng có nhăn em nữa. Khi nào mà hết tính xấu thì em sẽ bớt nhăn, mà không hết được thì em vẫn cứ nhăn thôi. Trời ơi, cái cặp này vui quá à. Thực ra mấy cái mong mỏi của hai người này á, với nhau á, dễ thực hiện mà đâu có gì. Ví dụ như vợ em á, kêu em á là mong em giảm ký và bớt chậm chạp, thì lẽ dĩ nhiên là bạn mà giảm ký thì bạn sẽ bớt chậm chạp rồi. Cái đó là mong một mà được hai đó. Đó rồi cái gì nữa ta? Em mong ảnh chững chạc và người lớn lên. Để cho ổng đứa đi, ổng thành người lớn liền chứ gì. Thôi em sợ lắm, phải có hai đứa nhỏ rồi em mệt. Không có đâu. Em thử sanh đi xong em cứ thảy cho ổng, bắt ổng chăm cái tiền ổng lớn lên à. Ổng cảm giác ổng phải chở che đó. Tại vì bây giờ em chở che ổng không à. Từ đó giờ là mẹ chở che, xong lấy vợ tới vợ chở che. Dạ em đi đâu cũng bảo vậy hết á. Thì đó, cho nên bây giờ em phải sanh ra một đứa nhỏ cho ảnh, để ảnh phải chở che cho nó, tự động anh lớn lên à. Ừ. Nó nói thiệt, cái liền tay đi, liền tay. Ừ. Còn á, em mà nhanh nhẹn em giảm ký được rồi, tự động vợ em hết nhăn à. Vui, vợ vui, chồng vui vậy đó. Kết luận là cái ý của chị Vân đại loại là muốn hai vợ chồng mau chóng có một thành viên mới. Hóa giải được hết cái ước mơ của hai người này về nhau. Cô này hết nhăn, ông này sẽ lớn. Em biết không, có con gái á, là tự động á, là thành người lớn nè. Tự động ốm đi nè. Ốm xong rồi râu liền. Râu dài luôn. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn rất là nhiều. Chị Vân, em chào anh Tuyên. Em chào khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Hồng Trang, năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là sinh viên dược tại Mỹ. Wow. Ồ. Em vẫn còn đang đi học ở bên Mỹ. Dạ. Ủa rồi. Ủa? Em về đây khi nào? Dạ em mới về 2 ngày. Về đúng rồi chương trình này. Dạ. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Bạn chồng thì sao? Đừng nói là bên đó luôn nha. Bạn chồng giới thiệu luôn rồi, cảm ơn lượt luôn nè. Dạ, xin chào quý đầu tiên, chào chị Hồng Vân, em tên là Nguyễn Đăng Thịnh. À, năm nay em 31 tuổi. Thì hiện tại em là luật sư bên Mỹ. Dạ, luật sư. Vậy đó hả? Luật sư trẻ măng trẻ mặn vậy luôn hả? Trời ơi, tụi em ở bang nào? Dạ, tụi em đang ở bang Texas chị. À, Texas. Dạ. Trời ơi, tức là tụi em về được 2 ngày nay rồi. Dạ, đúng rồi. Chị mới về đêm qua. Dạ, bây giờ chị. Dạ, em thì ở dưới mới lên. Cũng là đi Mỹ nhưng là Mỹ Thờ á. Thật sự là bây giờ chị đang trái giờ á. Chị đi Anna, thành ra là về là nó là 11:45. Dạ. Lấy đồ, lấy đạc, lục đà, lục đục, coi như là tới 4 giờ sáng ngủ, không được là không được. Hôm nay đi quay luôn á. Bởi vì bây giờ cười vậy cứ trong lòng ngủ rồi đó. Em lúc nãy quay có nói rồi, Tiên ơi tranh thủ chị buồn ngủ lắm rồi Tiên ơi. Rồi. Mà đã đi Mỹ sướng à. Em thèm được một lần hít cái không khí bên Mỹ mà chưa được có cảm giác. Luật sư viết thư mời luôn, luật sư. Viết thư mời nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên đi qua bên đó để làm luật. Ở Mỹ thì nó có cái hay với là cái vui riêng, nhưng mà ở Việt Nam nó cũng có hay với là cái vui riêng. Em ở đâu cũng vậy. Rồi hai đứa. Rồi em hỏi đi. Em hỏi ha. Ừ, này là dành cho em đó, bởi vì em rất là muốn tìm hiểu những bạn trẻ mà đang ở Mỹ như thế rồi, nào. Rồi đợt này là về mình về được bao lâu? Là về mục đích để quay chương trình thôi hay là về thăm gia đình và con dòng họ ở đây luôn em? Lần đây thì em về được khoảng gần 3 tuần. À. Thì một trong những lý do mà em về là cũng quay chương trình. À. Và cái lý do thứ hai là em có mở một công ty ở bên Việt Nam. Mở thêm một công ty bên Việt Nam để ngày 24 tháng 7 này là ngày mình sẽ khai trương cái công ty này ở bên Việt Nam. Là công ty luật hả cưng? Dạ, công ty này thì là công ty có luật sư với lại CPA, là mình sẽ dành cho những doanh nghiệp ở Việt Nam muốn có cơ hội phát triển ở bên Mỹ thì tụi em sẽ giúp họ. Thì giống như là công ty này của em thì có thể là giúp những công ty Việt Nam phát triển hơn ở bên Mỹ, và cũng như là cho mọi người có cơ hội đầu tư cũng như là có tài sản ở bên Mỹ. Tuyệt vời. Vậy mà không chịu nói lớn lên, nó nhỏ quá. Em cứ việc nói lớn lên. Dạ. Thôi thì thay mặt những nhà đầu tư sắp tới có cơ hội được cộng tác với em, có cơ hội được đi qua bên Mỹ, gửi lời cảm ơn em và cũng như là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son cũng như tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son gửi lời cảm ơn hai vợ chồng đã từ bên Mỹ lặn lội bay về đây để mà cùng tham gia chương trình, thật là rất là quý luôn. Đúng rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Để chia sẻ gọi là cái tình yêu của tụi em như thế nào. Thôi bây giờ về đi, đâu hai đứa kể cho anh chị với lại quý vị khán giả nghe là tụi em gặp nhau trong trường hợp nào, và cái cảm xúc khi mà hai đứa gặp nhau á, có thích liền không, có yêu liền không, hay là ghét nhau, hay là như thế nào? Cái này chắc để vợ em kể chắc hay hơn em. Nhường vợ không à? Dạ thì ảnh là em quen ảnh lớn đi. Thì em quen ảnh là qua Facebook, ảnh nhắn tin. Lúc đầu thì ảnh rất là lịch sự, nhắn tin kiểu chỉ hỏi về việc học, hỏi cái trường em đang học, nói là ảnh là du học sinh ở bên đây có một mình à, thì khó khăn rồi không có người thân, không có ai hết. Chỉ có một người anh đi học chung. Thì ảnh muốn biết thông tin về cái trường của em đang học. Thì lúc đầu là chỉ nhắn như vậy thôi. Rồi vẫn khoảng một tuần sau cái ảnh cũng vô hỏi thăm tiếp. Hỏi thăm tiếp thì em trả lời là tại vì em thấy lúc nào cũng xưng bạn hết, không phải như mấy cái kiểu mà vô chỉ muốn làm quen hay gì.
thì em mới trả lời lại là cho thông tin này nọ, rồi lúc đầu nói chuyện là chỉ giống như là rủ nhau có gì đi học bài hay là gì đó. Lên chiến lược rồi. Là từ nhưng mà cái lúc mà em nhìn hình đại diện của ảnh ở Facebook á thì em có cảm tình không? Em nhìn cái khuôn mặt đó, em có cảm tình không? Không có luôn á hả? Ủa rồi em sao có thông tin của bạn này để em chủ động em liên lạc? Thì là em add Facebook, thật sự em add Facebook cũng lâu rồi nhưng mà em không có message. Mà cũng chia sẻ thêm là hồi đó thì em qua Mỹ thời gian du học sinh. Em qua Mỹ thời gian du học sinh thì nói chung thì nó cũng có nhiều cái định kiến là du học sinh qua ở lại này nọ thì nếu mà với lại giống như vậy em chia sẻ là nếu như mà mình quan trọng á, cái lý do mà mình tại sao mà em nhắn tin vợ em là hỏi chuyện học, tại vì trước giờ là em là một người rất là thích học. Bởi vậy khi mà em nhắn tin á thì mình cũng một cái cách mà mình nhắn tin cũng thể hiện được là cái đối tượng nó có phù hợp với mình hay không. Nhưng mà khoan, chị hỏi chi tiết này nè. Tức là em thích học là một chuyện, còn em chọn bạn này để em nhắn tin cái việc này lại là một chuyện khác. Cho nên chắc chắn là khi em nhìn hình đại diện của bạn này Facebook là em có cảm tình với bạn này thì em mới phải làm cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì em là người thích học mà, cho em đâu có mất thời gian vào những cái chuyện mà không phải là học hành. Nếu như em không để ý đối tượng này đúng không? Đúng. Có nghĩa là hai người này á là một người là có cảm tình với người này trước. Nhưng người này á thì không có cảm tình với người này mà trả lời là vì lòng thương thôi. Vì cái sự trắc ẩn thôi. Em hiểu không? Đó em hỏi tiếp đi. Em đang thắc mắc là chắc là kết bạn trên Facebook là vô tình mới biết nhau thôi đúng không? Không phải là vô tình. Thật sự là em không để ý rồi. Bạn này là để ý bạn này. Đó, để ý bạn này xong mới kiếm cớ suy nghĩ, học nhiều á, suy nghĩ rất là giỏi. Tức là suy nghĩ là mình phải kiếm cớ một cái gì liên quan đến học. Lúc nãy là nó lên chiến lược liền đó. Để bạn này mà trả lời những cái gì liên quan đến học là bạn này sẽ đánh giá là xem bạn này á là có gọi là đúng cái gu của mình hay không, đúng là những cái người con gái mà mình tìm kiếm hay không, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, vâng. Rồi cuối cùng thì sao nè? Bạn này cứ tán tỉnh em liên tục như vậy hả? Dạ không, nói chung là lúc đầu em nghĩ là ảnh chắc nhiều khi không có thích con gái. Tại vì cái gu của ảnh hồi đó nó lạ. Ủa là cái sao giao diện em? Cái giao diện hình ảnh là diện nó hơi lạ tí. Nó sao em? Nó trắng mà nó ốm, mà nói chung là giống như là nhìn yếu đuối lắm chị, kiểu công tử mà không có men. Biết đâu được nhờ cái đó em mới tiếp cận được á. Thấy an toàn. Thì đó cũng là một trong những chiến lược của mình đó. Đúng rồi. Bây giờ vẫn trắng mà. Trắng mà lại hồng nữa. Đưa cho những chiến lược của mình đó. Nhưng mà em bây giờ em có thể khẳng định là bạn này hoàn toàn là rất rất là men đúng không? Dạ, hai đứa. Bây giờ mày mốt em nhớ nha Tiên, đừng bao giờ đánh giá con người ta qua nước da hết trơn. Hiểu không? Dạ. Người ta đàn ông ta có quyền trắng, có quyền hồng chứ. Mắc mới gì mà cứ hồng cứ trắng là người ta đúng rồi. Yếu đuối, đúng không cưng? Dạ. Mà bị lọt chồng liền. Rồi xong đi em. Tiếp tục đi rồi ảnh cua em bằng cách nào nữa? Xong rồi ảnh có hẹn, lúc đầu là ảnh nói với em là chắc bữa nào hôm nào mình hẹn ra cái quán nước hay gì đó làm bài, kiểu Starbucks hay gì đó mình làm bài. Thì lúc đó em nhận lời nhưng mà nhận lời theo kiểu chỉ lịch sự thôi. Xong rồi sau đó ảnh nhắn tiếp thì ảnh có hẹn em là sau khi đi làm tan ca thì mình đi ăn cái gì đó. Em đi xem phim. Xong rồi em cũng nhận lời nhưng mà thật sự luôn là em quên mất tiêu em nhận lời. Em nhận rồi em cũng bỏ qua một bên vậy đó. Dạ. Đúng không? Nhận cho có. Em sẽ bị leo cây rồi anh. Dạ. Em sẽ leo cây. Thì hôm đó là em đang giống như là đóng cửa tiệm. Thì lúc đó là khoảng 7 giờ rưỡi là đóng cửa. Ảnh hẹn là 8 giờ. Thì em định là đóng cửa em đi về rồi. Tại vì em thật sự không nhớ luôn. Cái tự nhiên có một cái anh nào đó ốm ốm mà trắng trắng rồi tóc thì nâu vàng gì đó. Xong rồi bước vào hỏi em chứ ở đây da mặt của anh có cần xài kem gì không em? Trong đầu em là sao, là em ăn ở tiệm gì em đang cái tiệm đó lúc giống như em đi làm thêm ở cuối giờ. Xong là tiệm gì tiệm nè? Mỹ phẩm The Face Shop của ở bên Mỹ. Có nghĩa là bạn này đi vô tiệm mỹ phẩm để hỏi là da mặt của anh có cần bổ sung gì không. Hẹn xong rồi tìm tới nơi luôn. Đúng rồi, anh nói là tìm nơi chính xác. Hẹn xong rồi tìm tới nơi đó, chủ động vậy luôn. Rồi sao em, tại sao vậy, tại sao em chờ ở điểm hẹn mà em phải phóng đến luôn vậy? Không, thì là tính của em á là em thường là em hẹn bạn gái á là em hay đi tới sớm khoảng trước 10 phút 20 phút thì là mình cũng coi là bạn nó thí dụ ở trên Facebook để là làm ở đâu này nọ thì là ở vòng Houston thì nó chỉ có vài tiệm vậy thôi. Thì mình cũng đoán là bạn nó làm ở đâu rồi. Thì mình hẹn ở đó mà mình không nhất thiết là hẹn có địa điểm thì mình muốn gọi là một trong những chiến lược của mình là mình phải tạo surprise. Đó, mình phải tạo bất ngờ. Đó. Chứ giờ mà mình không nhưng mà em có ngạc nhiên không khi mà em bước vô đó bạn không nhận ra em luôn? Đúng rồi, thật sự là bạn không nhận ra em luôn đúng không? Em có ngạc nhiên không? Em sao em có tự ngạc nhiên với cái điều đó hay không? Phản ứng của mình là xong rồi lúc đó em mới nói là ủa em có hẹn với anh mà em có hẹn với anh mà em quên rồi hả? Xong rồi bạn đó mới lại sực nhớ ra là có hẹn với em, tại vì lúc đó là bạn nó tính về đi về luôn, là không có hẹn gì luôn, đó là nếu như mà em tới đúng giờ hoặc là em tới trễ hơn 5 phút là coi như là em không có ai luôn.
nhưng mà em đã vô chồng hết là dễ gì thoát được anh đúng không? Đúng rồi, anh đứng đầu tiên. Cũng hay rất là mình tới trước rồi, xong rồi mình cũng khá là gian nan phải điều tra. Sau cuộc hẹn đó thì tiếp tục là mình đi ăn luôn. Bây giờ mình phải hỏi bạn này nè, rồi khi mà cái bạn này vô em không có nhận ra luôn. Dạ. Rồi đến lúc mà bạn xưng danh xưng tánh là như vậy đó thì em cái lúc đó em sao? Lúc đó giống như là em bị đứng hình, đứng hình 30 giây. Cái người thật với cái mà ở trên Facebook mà em tưởng tượng thì có giống nhau không, hay là ở ngoài men hơn, ở ngoài đẹp trai men hơn. Ừ. Dạ. Thì lúc đó em lại không nhớ hẹn với ảnh nên em hẹn với bạn em đi ăn kem. Thì bạn em nhắn tới là bạn em tới chỗ rồi. Em có tới chưa? Thì lúc đó em vừa trả lời là em chuẩn bị đóng cửa, em chuẩn bị tới. Thì anh này bước vào thì em hơi quạo, tại vì mình đã sắp xếp đóng cửa rồi, mình tưởng là khách. Cái em mới hỏi giống như tiếp là anh cần mua cái gì thế này thế kia. Xong rồi ảnh nói hồi cái ảnh hỏi em chứ ủa em chứ em không nhận ra anh luôn hả? Lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ. Rồi con xong quê ha. Quá quê luôn. Dễ thương quá. Rồi xong sao nữa cưng? Thì xong rồi ảnh mới nói là ảnh là người đó như vậy thì em thấy tội nghiệp nên là em phải hồi bạn em. Em nói là em bận rồi thì em mới đi với ảnh. Có cái vụ hồi á là biết là khi mà gặp mặt ở ngoài á là thấy sao xuyến rồi đó. Cũng chấp nhận chút xíu rồi đó. Sao xuyến rồi, tại vì là đẹp trai hơn nè, men hơn nè, là dám cancel với người bạn của mình á. Chứ còn thường nếu mà không á là sao vậy anh đi ăn kem với em luôn đi. Tại em có hẹn nhỏ bạn thì thôi giờ đến đi luôn đi, đúng không em? Tâm lý phụ nữ là vậy đó. Em lúc đó em có biết cái tâm lý đó không? Không. Không hả? Trời ơi. Thật sự không biết luôn. Phải là em biết cái là em sẽ tự tin dũng mãnh hơn rất nhiều luôn á. Vậy giờ nhỏ bạn đó có em biết bị leo cây vụ đó chưa? Dạ biết. Bây giờ biết. Phát cái số này lên mới biết. Đó, rồi sao xong hai đứa đi đâu? Bữa đó là đi đâu? Hôm đó thì ảnh nói em là thôi em chọn đi. Hôm nay em cứ chọn. Thì em cũng ngại túi tiền của ảnh, tại vì em nghe ảnh giống như là chỉ có một mình chắc cũng khó khăn. Thì em chọn một cái tiệm sushi mà ở bên đó nói chung là không quá đắt. Đi ăn chỗ đó, vô ăn cái ảnh kêu nó là giống như nó một tờ giấy, chị ghi bao nhiêu con số trong đó chị order. Cái nào ảnh cũng gạch số 1111 hết từ đầu cho tới cuối, đem ra nguyên một bàn ăn không hết. Em mới nghĩ là ủa anh đói lắm mà sao anh kêu nhiều quá vậy. Anh mới nói là không, tại anh thấy em chắc đói mà anh không biết ăn ở đây ăn cái gì ngon nên anh kêu hết cho em ăn. Trời ơi, cái bữa đó có bill trả nhiều em. Nói chung thì bạn gái vợ em thì chọn nói chung cái tiệm cũng không đắt lắm, cũng không có nhiều, thật sự không có nhiều. Nói gì? Thì giờ chị hỏi thì cứ nói đi nhiêu. Chắc trên dưới cũng 200 mấy. 200 mấy đồng á hả? Dạ, 200 mấy đồng. 200 mấy là tính là mình 5 triệu, 6 triệu rồi đó em. Ghé sushi anh đi cá của em. Ăn không được 1 triệu mà. Thấy chưa nè, có về cái đó, bởi vậy tính nói ở đâu quê nhà vẫn hơn là vậy đó. Đến sushi anh đi cá. Ngày mai anh mời hai đứa qua quán anh ạ. Tối nay luôn. Quay xong qua liền luôn. Anh mời luôn. Mà thiệt. Lấy được vợ đó. Coi như là kỷ niệm cái ngày hai đứa lần đầu tiên ăn sushi, anh mời qua quán sushi anh đi cá qua ăn. Đúng rồi, nhân dịp vợ chồng xong mới quay. Tối nay cho anh quay xong 8 giờ hẹn bên đó luôn. Thiệt nha. Trời hay luôn á. Hơn đó nha, chứ không cái số vốn bỏ ra là 6 triệu bạc đó mà không lấy được nhỏ này là coi như uổng dữ lắm luôn á. Lý do mà vợ em chọn cái tiệm mà nó cũng rẻ, thật là cũng rẻ, là hồi đó mình mới qua. Mình không biết gì tiếng Anh đâu, mình học sinh mình qua mình không biết tiếng Anh. Mà vợ em lúc đó là giỏi tiếng Anh. Thì thật sự mà nói lúc mà tụi em mà trao đổi á là em nói tiếng Việt, vợ em nói tiếng Anh. Thì lúc mà vợ em hỏi á là gia đình em, ba em làm nghề gì, thì hồi đó mình biết có vài chữ à. Mình chỉ biết là worker, farmer. Mình biết có 2 chữ à. Rồi mình nghĩ không lẽ giờ ba mình làm farmer thì hình như là cũng không đúng cho lắm. Thôi chắc ba mình làm worker đi, worker là như là công nhân. Thì giống như là vợ em là tưởng em là sinh viên nghèo vừa khó. Khó khăn rồi xong mới chọn cái tiệm đó. Thì cũng vui, tại vì hồi đó mình tiếng Anh thật sự tiếng Anh mình không biết nhiều. Một người phụ nữ mà biết nghĩ cho một người bạn chơi gì hết vậy là quá tốt rồi. Dạ. Chứ có nhiều người khác thì ăn cho đã cái nư đi rồi tính tiếp cũng có. Dạ, bé vậy hay. Không, nhưng mà mấy bạn mà đi học ở bên kia, nếu mà những bạn nào mà thực sự mà đi học á mà dạ, có chí á là thường mấy bạn rất có suy nghĩ luôn á. Có dạ, nghĩa là luôn luôn sẽ làm sao để mà vừa được cái túi tiền. Mà mấy bạn nó hay lắm nha. Thực sự những cái quán rẻ nhưng mà không hề dở. Dạ. Chỉ có mấy bạn tìm được thôi, chứ còn những người lớn khác là không tìm được. Nó lạ lùng vậy đó. Đúng rồi chị. Sinh viên ở bển mấy bạn giỏi lắm. Dạ. Nói chung là lúc đó tại vì ảnh cũng chia sẻ khá là tội nghiệp. Ảnh cứ nói là ba ảnh là công nhân, mẹ anh thì nội trợ thôi. Nhưng mà ước mơ của anh đi học Mỹ nên là ba lúc đó định là nếu không có tiền chắc là thế chấp luôn nhà để cho con đi. Xong rồi đúng gu của em. Làm công nhân á em, cái tiền nhà cũng thế chấp cũng đủ để đi du học em đâu. Em có đó chiêu luôn đúng không? không, thật sự thì cái từ công nhân á là lúc đó không biết tiếng Anh nhiều, xong em nói công nhân. Nhưng mà lúc đó thì gia đình cũng kinh doanh, nhưng mà thật sự mà để mà nói, tại vì cái thời mà em đi là lúc đó cũng phải mười mấy năm trước rồi, mà để mà thật sự mà để mà em có thể đủ khả năng em đi á, cái tình trạng như lúc đó thì là nói chung là ba mẹ cũng tính là thế chấp nhà này nọ
để cho em đi du học. Đúng rồi, nhưng mà ở đây chị đừng nói bé đó, như là mình phải suy luận ra, nếu mà thực sự làm công nhân á thì có thế chấp nhà thời điểm đó cũng không thể nào đủ để đi du học được. Cái vấn đề là như vậy. Đó. Tại vì em cũng không rành Việt Nam nên là anh nói. Ủa, vậy là bé này là sanh ra bên Mỹ em hả? Em ở bên đó luôn hả? Em ở bên đó hồi lúc 8 tuổi, lúc nhỏ. Biết sao hai chồng á, mà đứa mà ra dược á, học xong dược nó ra dược ha, rồi bên đây luật sư, ta nói tiền, ta nói nè cái sao này nó làm sao là tụi nó y chang vậy luôn á, như sao vậy đó. Thiệt luôn á. Thôi nhưng mà chúc mừng hai đứa, đó là xứng vợ xứng chồng ha, có tướng phu thê ha, đó. Rồi như vậy thôi, bây giờ em hỏi tiếp đi, sau đó thì là bao nhiêu lâu chính thức quen nhau? Sau cái bữa sushi 200 đô, 200 mấy chục đô á, 200 mấy chục đô, tức là trả ra là gần 6 triệu Việt Nam đồng đó. Dạ. Là bao nhiêu lâu thì quen chính thức? Chắc cũng khoảng 4 tháng chị, khoảng cũng phải 4 tháng. Cái thời mà em quen chính thức á, là lúc mà em hỏi vợ em á, là ước mơ của vợ em là thích đi đâu. Xong rồi vợ em hồi đó, vợ em nói là vợ em thích đi New York, mà để mà đếm cái quả cầu mà nó countdown á chị. Thì em hứa vợ em là cái ngày mà em hỏi vợ em là bạn gái á, thì em sẽ cho vợ em đi cái quả cầu countdown đó. Thì em cũng thực hiện đúng lời hứa, là lúc đó tụi em quen với nhau là hồi tháng 8. Xong rồi tụi em đi countdown trên ở trên thành phố New York á, là tháng 12, thì là 4 tháng sau là tụi em đi. Dạ, là khoảng 4 tháng. Hôm đó là tỏ lời yêu nhau luôn đó, đúng không? Có làm bạn gái em hay làm bạn gái anh nghe hay như thế nào, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó lãng mạn không bé? Ừ. Rồi lý do tại sao em lại chấp nhận cái lời tỏ tình của ảnh? Nói thật luôn, nghe nó rất là lãng mạn, nhưng mà bữa đó nó hơi bị lãng xẹt. Tại vì mình tưởng tượng là nó rất là cái gì đó mà long lanh lấp lánh khi mà mình đếm ngược New Year rồi ở New York. Nhưng mà lúc đó lạnh rung lạnh teo, mà người thì đông đúc, phải hai vợ chồng phải chui vô cái quán cà phê đứng đó, xong rồi nhìn trái banh nó chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui. Chỉ có vậy thôi, nhưng mà em rất là vui, tại vì lúc đó là em mới thấy được cái sự chân thành của ảnh. Tại vì lúc đó em nghe hoàn cảnh của ảnh không phải là khá giả hay cái gì đó, nhưng mà ảnh giống như là ảnh có ít nhưng mà ảnh có thể chấp nhận cho em tất cả. Tức là sinh viên du học sinh bên bển mà đưa được bạn gái đi New York là cũng cả vấn đề. Đúng rồi, tại vì phải bay máy bay đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Đó, máy bay bên Mỹ mà trong nội địa không hề rẻ nha em. Có những nơi ví dụ như mình đi, ví dụ như đi anh đi từ Cali em qua bên Houston hoặc là Texas á, là cái số tiền á là nó cũng bằng em gần gần như là từ Việt Nam bay qua Mỹ á. Ôi, cao dữ vậy hả? Thiệt, nếu mà em đi đúng không cưng? Đúng rồi, đúng cái thời điểm là nhiều khi là mắc như vậy luôn đó. Thời điểm đó, cho nên là thời điểm Tết á, em ta đi chơi nhiều đó. Vậy mà du học sinh mà có tiền đưa bạn chịu gái chơi đi nè, chịu chơi lãng mạn. Mình phải suy nghĩ, mình phải suy nghĩ chứ. Không, em phải chịu chơi đó mới làm được điều đó. Anh nói là ảnh dành dụm hết cái tiết kiệm của ảnh để anh đưa em đi, không bao giờ đủ chứ. Du học sinh đi học thì sao, ở đâu ra tiền tiết kiệm. Nhiều khi em lúc đó là em đã vừa đi học vừa đi làm rồi hả? Dạ không, em không có đi làm. Không có đi làm, đi học thôi. Dạ đi học thôi. Là tiền ba mẹ bên này gửi qua. Dạ. Ồ, dạ. Thì nói chung thì hồi đó là gia đình em là đó giờ là kinh doanh rồi. Dạ thì tại vì cái từ mà nói là mình làm công nhân á là vậy, không biết tiếng Anh. Dạ thôi anh cứ đính chính hoài anh bạn. Dạ. Thời điểm đó là ba mẹ biết chắc ba mẹ cũng buồn hết. nhưng mà chị hỏi nè, em á thật sự á, chị nghĩ á, mặc dù em chị chưa có biết nhiều về em. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là thứ nhất em là cái người mà rất là hiếu học á, tức là em thích học, cái thời gian của em không có để phí ngoài trong những cái chuyện gọi là không đáng để cho em phải quan tâm á. Dạ. Thì tại sao mà em có thể gọi là rất là gentleman trong một cái kiểu mà của gọi là những gã lãng tử đó em không? Cái kiểu mà có thể mình có thể nghĩ ra được những cái mà gọi là rất là bad boy vậy ta, sao lạ vậy ta, không có, chị nói nghiêm túc đó. Tại vì thường những cái bạn, tại vì chị gặp rất nhiều cặp vợ chồng á. Dạ. Thì những cái bạn mà học giỏi ha, nghĩ đến việc học thôi á, là thường các bạn rất là khờ trong cái chuyện tình cảm. Dạ. Mà thường là bị con gái cua không à. Tức là bà vợ sẽ cua cái ông chồng đó, chứ còn ông chồng nó là không có chiến lược gì để cua. Em thấy bạn này cũng khá là tinh tế đó nha. Thì bởi vậy chị mới nói là, dạ, là sao vậy, em học trong phim ảnh hay là cha truyền lại hay là như thế nào? Chắc là cha truyền con nói đó chị. Cha truyền con nói. Chắc là cha truyền con nói đó chị. Ba cũng đẳng cấp dữ rồi. Đó cho nên cái cách thức của em nó rất là sao chị không biết nói thì sao luôn. Em cảm giác đã tìm được cái tình yêu của mình rồi, là bằng mọi cách bạn đó phải giữ lấy nó, là phải bắt đầu lên chiến lược giống như nãy giờ em nói, phải đi từng bước một và rất là chịu chơi. Yeah. Thiệt chứ bộ, rất là chịu chơi luôn á, chứ không có đơn giản đâu. Ừ. Không phải em mà những lúc như vậy về có bị cảm giác bị sót không? Sót tiền á, ngày mai mình phải không có gì, mình phải coi như là một cái đầu tư đi anh. À. Đầu tư có lãi. Bây giờ lãi lớn quá rồi. Lãi quá lớn rồi. Chứ đi York ở cái thời điểm đó nó rất là phức tạp luôn á. Dạ. Thiệt với một cái người mà giống như là học không, sinh mà mình đang cái nước Mỹ nó rộng khủng khiếp, nó rộng lớn lắm luôn á. Dạ. Mà đi New York, chị nói thiệt với em mà nhất là cái thời điểm mà năm giao thừa đó là một biển người như vậy ha. Dạ. Rồi máy bay, rồi cái đi máy bay bên đó, hoặc là em đi tàu, ba mẹ gánh cầm lưng. Mà bạn này bạn hay thiệt đó, công nhận ha. Dạ. Rồi sau đó là 4 tháng là quen, là coi như
người ấy đã nhận lời yêu của em. Dạ, khoảng khoảng 4 tháng là người ấy là bắt đầu bằng làm bạn trai bạn gái chị Hồng Vân. Ừ, rồi dạ. Sau đó em có đến nụ hôn đầu. Dạ. Em hỏi hung luôn hả? Hỏi luôn đi chị. Tôi trả lời anh luôn đi. Nụ hôn đầu mà hai bạn trao cho nhau á là trong một cái hoàn cảnh, một cái tình huống như thế nào? Dạ, sau thời gian là bao lâu sau cái chuyến? Sau khoảng thời gian bao lâu nữa? Hay là ngay bữa đó luôn? Câu này chắc giờ em trả lời đi ha. Tại anh quên hả? Thì nói chung là tụi em chắc nụ hôn đầu là chắc ở trên New York rồi, là lúc mà tỏ tình là bạn trai bạn gái rồi. Dạ. Ngay quán cà phê mình nhìn cái bạn trai qua trời lại mà. Tại bên đó chuyện nó bình thường đúng không? Dạ, rất là bình thường. Cảm xúc nó dâng lên tới đâu thì mình mừng tới đó thôi. Nhưng mà chị hỏi nè, sau hôm đi về em có đến em gặp gia đình bạn gái để em đặt vấn đề không? À, thật sự mà không nói trước khi trước khi mà rủ vợ em đi New York á là em và ngay cả bố. Ba em luôn, là bố luôn, là cũng qua nhà bạn gái để hỏi gia đình của bạn gái để cho bạn gái được đi New York chung với em. À, ủa, có bố ở bên đó nữa hả? Vậy là không? Có là ba của em bay qua sao dạng du lịch. À. Để đầu tiên là em có một đứa em trai nữa, thì là ba của em đi qua để thăm trường của em trai của em. À. Đồng thời là cũng gặp bạn gái em rồi vợ em. Đồng thời cũng gặp vợ em rồi, xong rồi thích vợ em. Xong rồi em mới nói với ba là con dự định đi với lại vợ con là lúc đó là đi New York. Thì là không biết là mà lúc đó thì nhà của vợ em thì cũng hơi khó. Bởi vậy thì ba em với lại em qua nhà ba vợ em để hỏi đi chơi New York. Dạ. Giỏi nè, em ở Việt Nam là em ở Sài Gòn hay là? Dạ, em ở Sài Gòn, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Coi như câu hỏi hồi nãy là chị không hỏi nữa nha. Dạ. Hỏi làm cách nào mà em có thể là gọi là có những cái chiến lược này kia nọ là coi như chị không hỏi nữa. Dạ. Tại sao vậy chị? Chị biết rồi, ba chỉ. Ba chỉ ba đó. Chỉ. Ba chỉ còn nói đó. Coi như là sau khi câu chuyện như sao? Khi mà bắt đầu quen với cô gái này rồi á thì sẽ khoe với ba. Ba ơi, con quen bé này xinh quá ba ơi, ABCD này kia nọ. Dạ. Cái đưa hình cho ba coi, cái ba nói trời nhỏ này dễ thương quá, đang học gì con? Học dược. Trời ơi, bé này vậy là học giỏi dữ lắm nè. Đó, con gái mà vừa đẹp vừa học giỏi vậy là trời, ba ưng ghê rồi, hai đứa yêu nhau chưa nữa. Dạ, con đem tìm hiểu, bạn cũng có vẻ chịu con rồi đó. Nói ồ vậy đó hả, trời ơi vậy là ba thấy được đó, ba ủng hộ đó. Nói ba, mà giờ nói là ước mơ đi New York đó ba, vậy sao? Trời ơi, thì cho đi chứ làm tiền sao? Là con. Con phải đưa bạn đi chứ làm sao? Trời ơi, mà giờ đưa làm sao? Giờ ba trời gia đình bạn khó lắm. Kể đó cho ba. Ba quay qua, ba bay qua. Thế là ba chỉ dẫn đường đi nước bước. Là đầu tiên là mình phải tới nhà, mình đặt vấn đề đàng hoàng. Đúng không? Chứ em đâu biết gì đâu, ba chỉ. Rồi. Dạ đúng rồi. Chính cảm ơn ba. Ba hay quá à. Ba quá hay luôn. Chính xác. Chính xác không? Bạn này chính xác chị Hồng Vân. Bạn như sao đó? Em ủa sao chị biết gì giống trong gia đình của ba? Thì đó, công nhận em con đúng không? Đúng rồi. Chị Hồng Vân. Bởi vì những cái bạn mà học giỏi á, và bạn cái tập trung bạn học á là bạn không nghĩ ra những cái mà rất hết sức là đột phá gì đâu. Chị nói thiệt. Thôi, chúc mừng các bạn. Có một người ba quá là tâm lý luôn. Trời ơi. Vậy bây giờ cuộc sống của ba mẹ là ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình hay là qua bên kia luôn rồi? Có mẹ em thì ở bên Mỹ, còn ba em thì vẫn còn ở Việt Nam, tại vì vẫn còn bận công việc kinh doanh ở Việt Nam nên vẫn còn ở Việt Nam. Dạ. Tại vì ba bây giờ cũng phải điều hành cái công sở. Ty sắp sửa. Bây giờ. Rồi bây giờ hai đứa là quen nhau được bao lâu thì là làm đám cưới? Hôm nay trả lời đi ha. Em nghĩ là gần một năm. Chưa được một năm đúng không? Chưa được một năm. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. 19 tuổi. Ba mẹ bên đó chấp nhận luôn. Lúc đầu á là mẹ em nói tội nghiệp du học sinh, mẹ em mới nói là chắc con suy nghĩ hỗ trợ Thịnh lúc đó là có thể là làm giấy tờ hay gì đó. Thì em nghĩ là em muốn, lúc đó ước mơ của em là muốn học bác sĩ, thì em nghĩ là em muốn khoảng 10 năm mới thật sự là đám cưới. Ừ. Nhưng mà sau khi gia đình bố mẹ của ảnh qua gặp ba mẹ em, cái bố ông bà xô xích nhau quá, cái kêu thôi cưới luôn. Coi như là cưới luôn đó. Ừ. Như vậy là được cũng mới đây đúng không? Từ năm 2014 chị, là cũng khoảng 9 năm rồi. 9 năm rồi. 9 năm rồi chị. Bé hôm nay là 28 hay 9 tuổi. Oh. Vợ em cưới là lúc 19 tuổi. À 19 tuổi. Sorry, tại vì nó còn đang học. Còn đang học cái chị cứ nghĩ là như đại học của mình đây là cũng hăm mấy thôi, ai vậy nó học dược em ơi. Học dược lâu lắm. 28 rồi nãy. Học dược là đúng là dược với bác sĩ ở bên đó học cả gần chục năm chứ hả? Dạ. 7 năm. Nhưng mà rồi học hơn nữa là còn phải. Dạ. Wow. Rồi hai em được bao nhiêu bé rồi? Dạ hai bé. Hai bé rồi, là vừa học vừa có bé Bi rồi, cái việc chăm sóc con lo lắng gia đình sao ta? Dạ thật sự thì em có được sự hỗ trợ từ mẹ chồng em rất là nhiều. Đứa đầu tiên là lúc đó em vẫn còn đang năm 2 đại học. Thì có một khoảng thời gian em gửi đứa đầu tiên về cho bà nội chăm. Rồi vậy là bà nội phải hy sinh xa chồng bay qua để mà nuôi cháu nội đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Chị hiểu tâm lý đó đúng không chị? Trời cái tâm lý đó. Đó, đó, bà ngoại đó. Tiền ngoại. Thì không đủ, không có nhiêu trơn, cứ đi mừng vợ chồng son này kia nọ đó, gom tiền mua vé bay. Bay qua bển. Xong rồi đến ngày quay lại phải bay về để mà quay. Rồi gom nhưng mà tiền bay qua bển nữa. Nhưng mà vui không? Vui mà mệt chứ. Mệt lắm luôn, buồn ngủ lắm luôn.
Rồi coi như là nhiều khi là giống như thành con bà luôn á, nó theo bà hơn là theo mình đúng không? Dạ đúng. Cháu ngoại của chị cũng vậy, nó theo chị dữ lắm. Dạ theo chị nhiều lắm. Rồi những đứa sau thì sao? Đứa sau là em cũng gián đoạn học khoảng một năm hơn để sinh bé sau. Lúc đó thì là đứa sau thì là bố chồng thúc. Bố chồng thúc bố nói là bố sợ em đi học dược thì em sẽ không muốn sinh nữa. Tại vì sau khi đi học sẽ muốn đi làm. Thì bố mới nói thôi con ráng sinh thêm một bé nữa rồi nghĩ là để đi làm lo sự nghiệp luôn. Thì lúc đó là em nghĩ cái thời điểm Covid đó chị, là em nghĩ khoảng một năm hơn sinh bé sau rồi sau đó em mới trở lại học tiếp là vô trường dược. Bé này ý chí. Nhưng mà cuối cùng là ba đứa đúng không? Hai. Dạ hai. Hai, hai dạ. Ồ vậy là ngon rồi. Con xí ngầu nó sanh con đứa, nó không chịu sanh đứa nữa em ơi. Chưa nói mấy được bé này chị. Mà quá tại, vì, tại vì chị biết sao không? Quá cực. Cực lắm. Thật sự là quá cực. Ở Mỹ quá cực. Cực lắm. Cực lắm anh. Cực kỳ cực. Mà đặc biệt là khi mà anh đang còn mà đi làm nữa. Đi học. Đi học với đi làm nữa. Và nó là rất rất là cực. Bữa đó mình có vú có này nọ rồi. Em tìm được một người chăm em bé không có đơn giản. Em mà mướn người Mỹ á, thì tiền muôn bạc vạn luôn. Dạ. Mà người ta chỉ làm giờ thôi. Còn em mà tìm được một người Việt Nam để mà chăm con của mình là giống như em trúng số vậy luôn. Trúng số mạng xí ngầu nhà chị á, trúng số mới ghê chứ. Đúng rồi. Kiếm được một cái chị người Việt Nam, trời ơi. Mà ưng ý mà biết điều biết chuyện nữa khó khó khăn lắm chị ha. Trời ơi thôi chúc mừng hai đứa ha. Bây giờ là bé được mấy tuổi rồi? Bé lớn là 7 tuổi, bé nhỏ là 3 tuổi. Trời ơi. Trai gái đầy đủ hay sao em? Dạ. Wow, một trai chúc một gái. Mừng. Trời ơi, vậy là khi mà học xong một cái là cứ lo đi làm thôi, yên tâm đi làm. Thu tiền thôi. Bắt đầu là make money thôi. Hay quá trời hay. Hai đứa này giỏi dữ ta. Thiệt luôn á. Không nhưng mà phải nói là ba mẹ em là quá tuyệt vời luôn, chị nói thiệt luôn. Dạ. Vừa tâm lý vừa giỏi nữa chứ, ba là giỏi dữ lắm này nè. Dạ. Giờ nhà nãy giờ thấy. Rất may á là em biết không? Ba lại có em là hai anh em trai à? Nhà em là ba anh em trai chị. Ba anh em trai. Dạ. Rồi hai đứa kia đi học chưa? Dạ, anh của em là cũng đang đi làm, còn chỉ có một đứa em út là đang đi học thôi chị, đang học đại học bên Bển. Đang học. Anh em đi làm là cũng ở Bển luôn. Dạ Bển luôn anh. Mà đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng siêng năng giống như là em đúng không? Chị ba làm công nhân đó, mà ba đứa đi qua bên Bển hết. Ừ. Đúng không? Đứa nào cũng siêng năng giỏi giang vậy là hay quá trời luôn. Rồi thôi. Em ba làm công nhân ở đâu mà chị anh với. Ta giỡn mà cứ chọc người ta hoài. Trời ơi. Thôi chúc mừng cặp vợ chồng tụi em. Thực sự nếu mà sống vậy chắc hai đứa không nào có điểm xấu đâu ha. Không, em là qua chương nhì đó. Giờ mình bắt đầu bước qua chương nhì đó cưng, dở trang sách này. Dạ. Chương thứ hai. Chắc anh này nói trước đây chứ. Thật sự mà nói thì vợ em thì nói chung thì không có gì điểm xấu gì hết. Thật sự là rất là một người rất rỡ, rất là tâm lý. Hỗ trợ em hết mình trong mọi chuyện. Lúc mà em còn đi học hay là lúc mà em đi làm. Tại vì hồi đó lúc mà em đi học trường luật á, thì thật sự mà nói là em qua Mỹ lúc em cũng 19-20 tuổi. Thì lúc đó đó là tiếng Anh của mình không có giỏi mà mình đi học luật sư nữa. Thì có một lúc mà em học kỳ đầu tiên ở trường luật á, có một ông thầy giáo sư á, thì ổng cũng lúc mà bài kiểm tra của em không tốt, xong rồi ổng kêu em ra nói thẳng là gì đó, ổng nghĩ á, ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi. Ừ, ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi, em không có phù hợp với lại làm nghề luật sư đâu. Thật sự luôn. Lúc đó mình cũng buồn, xong rồi mình về mình hỏi vợ mình nói tại vì thật sự mà nói thì ổng nó cũng có cái đúng, tại vì học luật nó rất là khó, ngay cả mà những người bản xứ đi, tiếng Anh của người ta là người ta đã đó rồi, còn mình thì mình chỉ là mới qua thôi, tiếng Anh của mình lúc đó thì cũng chữ được chữ không, mà cũng may mắn là mình đi học luật sư thì cũng thật sự là may mắn. Rồi thì cái ông luật sư đó về, ông nói vậy, xong rồi em cũng buồn, em hỏi vợ em, xong rồi vợ em mới nói tin tưởng em là em làm được, rồi em cố gắng, thì mình cũng học ra được luật sư, thì cũng làm tới giờ, thì phải công nhận là vợ em hỗ trợ em rất là nhiều mọi thứ, từ con cái, tại vì trước giờ là em rất là khi nào mà phải đụng tay vào chăm con, thật sự mà nói luôn. Mà luật sư mà sao lạc đề kỳ vậy ta? Luật sư mà lạc đề đó. Cái chương 2 là chương kể xấu. Chương 2 là chương kể những điều chưa hài lòng về người bạn đời của mình, mà nói toàn những là lời tốt. Khen mà lời khen quá là có cánh hai ba cánh một lúc chắc luôn á. Vợ em thật sự mà nói thì chắc chắn em là luật sư, chắc chắn em là người thông minh, là em phải biết chọn vợ rồi. Cái người đó là ngay từ đầu là em đã có những cái câu hỏi, có những câu thử thách mà về học hành để em biết được là cái người đó có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Là ngon rồi, là chị biết vợ em rất là ok rồi đó. Dạ. Và những điểm tốt thì mình sẽ giữ đó, mình bảo lưu. Còn bây giờ những điều gì mà em chưa hài lòng lắm nè? Thật sự mà nói thì có nhõng nhẽo hay không nè, có ghen hay không nè? Không, nói chung là vợ em không ghen, không nhõng nhẽo, nói chung không gì hết. Có trẻ con không? Cũng đôi lúc thì cũng có, nhưng mà cũng không thường xuyên lắm, tại vì vợ em nó là người rất là tinh tế. Nếu mà nói về điểm mà em không thích thì nói chung thì hy vọng là vợ em biết chiều chồng nhiều hơn thôi. Là chưa chiều chồng đúng không? Dạ. Chưa biết chiều chồng đúng không? Ví dụ những cái gì mà theo em thì đó mới là chiều.
em mong muốn như thế nào mà như mới gọi là chiều? Dạ, câu hỏi này hơi khó ha. Ủa, thì đúng không? Phải trả lời thì mình mới biết được là giờ anh muốn cái gì đúng không cưng? Dạ. Chắc chắn những cái mà chưa chiều em thì em cũng sẽ buồn, sẽ nhớ chứ đúng không? Thì bây giờ em kể ra thí dụ đó là những chuyện gì trong quá trình hai vợ chồng sống với nhau? Làm sao mà đón ý nhau được? Bây giờ mình muốn gì mình phải nói Honey ơi, anh muốn về nè, em cố gắng chiều anh nghe, ví dụ vậy. Hay là anh muốn có con thứ ba, thứ tư, thứ năm? Không có anh. Cứ đem mình ra nói hoài, cứ đem mình ra ngán với người ta hoài. Em bậy quá. Ví dụ hả? Chiều chồng thì nói chung là chỉ là, thì đôi lúc là cái chương trình dược á nó hơi căng thẳng đó, căng thẳng mà em cũng bận quá, thì đôi lúc thì vợ em thì cũng thí dụ lúc trước thì lúc nào cũng pha cà phê, buổi sáng là pha cà phê, buổi trưa thì đóng gói đồ ăn, buổi chiều thì nấu cơm, pha trà. Sáng là cà phê, thì nhiều lúc vợ em bận quá thì cũng nói chung thì quên đi. Ví dụ buổi sáng cà phê thì mình cũng, nhưng mà em cũng hiểu, không phải là em chê trách gì, giống như từ đầu mình nói là em không có chê trách gì vợ em hết, nhưng mà chỉ là đôi lúc thì bạn em bận quá thì em cũng hiểu. Thì chỉ mong mà là em vẫn, về con tim cũng như là về thể chất, mình luôn luôn mong mỏi được cái người phụ nữ mình yêu á lo cho mình đúng không? Chứ thực ra mình lái xe mình ra mua cà phê uống mấy hồi đúng không? Nhưng mà cái ly cà phê vợ pha trời ơi, nó đã lắm luôn đúng không? Đúng rồi chị. Đó, tâm lý của bất kỳ người đàn ông nào đúng không? Chỉ vậy thôi. Dạ. Thật sự là chị em chỉ có duy nhất một điều đó hay thôi đúng không? Chỉ vậy thôi. Tại vì á thực ra chị đi qua chị làm bà ngoại bển á, chị hiểu. Mệt lắm em. Ở bển á. Dạ. Cái gì mình phải tự làm hết á. Mà bây giờ cái quỹ thời gian nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Em ở Việt Nam, em ở Mỹ, ở bất kỳ đâu nó cũng chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Thành ra là nhiều khi mình rất mong làm tất cả những điều tốt nhất cho chồng mình, cho con mình, nhưng mà đôi khi mình làm không nổi. Tức là lực bất tòng tâm đó, cái đó chị nói thiệt luôn. Giống như ông xã chị cũng vậy. Cái ly cà phê mà chị pha, ông uống phải nói là không còn một giọt. Kiểu gì ông cũng uống, gần hết mà ông cái uổng ông còn đổ thêm nước vô đem uống nữa. Ông thích như vậy đó. Chị hiểu được tất cả điều đó, em cũng hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà nhiều khi mình quá đuối, mình làm không nổi, thật sự. Dạ. Đuối về thể chất á, dạ. Chịu không nổi. Thì theo chị bây giờ để điều tiết á, dạ. Thì như vậy đi. Dạ. Một tuần á, em cho cái ngày thứ bảy, chủ nhật, sáng thứ bảy, sáng chủ nhật em pha giùm cho hai ly cà phê. Sáng thứ bảy một ly, sáng chủ nhật một ly cà phê phin đó cưng. Dạ. Đó. Rồi á, ráng cho chồng ly cà phê, dạ. Đi kèm với một cái gì đó để ăn sáng, ví dụ vậy. Dạ. Đó, đó, để cho chồng sung sướng. Thì dạ. Thôi nhưng mà chồng cũng phải chấp nhận là tuần buổi hai buổi thôi, cái ngày nghỉ thôi, chứ mỗi ngày là chịu không có nổi đâu. Dạ. Không, bạn cũng hiểu được cái đó. Dạ, dạ. Em nhưng mà cảm giác vẫn thèm. Nhưng mà vẫn ước ao. Dạ đúng thì rồi. Bởi vì cho nên mình hiểu cái điều đó, thì mình cố gắng mình cho chồng mình hai điều ước ao trong tuần đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng ngược lại là vợ cũng ước ao kiểu đó đó. Dạ. Còn em thì sao? Em ước ao gì em nói luôn đi, em chưa hài lòng gì em nói luôn đi. Em ngại quá, tại vì em có một bụng. Tập xấu của em chắc là cả giống như là chị biết tấu chương không? Cứ nói vậy em có một bụng. Thôi nói như một thớ. Đây là cơ hội để em bộc phát hết, em nói hết đi em. Em nói giỡn chứ thật sự mà nói là ảnh chỉ có hai cái điểm mà em thấy là em muốn ảnh khắc phục nhiều nhất. Thứ nhất là gia trưởng. Thứ hai là ghen. Ghen. Ví dụ ghen coi. Nó bạn Mỹ phải... cũng khó có cơ hội ghen lắm ạ. À. Tại vì nhà ai nói ở em ơi. Thiệt cũng giao lưu hàng xóm nữa. Thành ra ghen là ghen làm sao? Mà nó lãng xẹt lắm chị. Giống như thí dụ như cái người idol đi, tài tử hay là diễn viên hay là ca sĩ gì đi mà nam, cái em kiểu thấy ngưỡng mộ hay thích thấy người đó giỏi hay cái gì đó ha, là anh kiểu anh cũng thấy bình thường thôi, mà anh còn hơn nhẹ nữa mà em làm quá. Ví dụ như em gặp idol thì cái phản ứng của em sao? Ví dụ như em coi phim em thấy idol của em lúc trước thì em cũng giống như em, tại vì em là một người rất là thể hiện chị, em biểu cảm mọi thứ, thì lúc trước thì em kiểu như ôi trời ơi ngầu quá, nhìn ngầu quá, hay là ô người đó hát hay quá hay cái gì đó. Ảnh thì có đầu thái độ rồi, em bớt lại đi, anh thấy bình thường mà em làm quá, anh giỏi hơn vậy mà. Kiểu vậy. Bây giờ thì sao? Bây giờ trước đây là vậy, bây giờ em tém rồi. Anh nghĩ cái đó không phải là ghen đâu, chỉ là kiểu giỡn vậy thôi đúng không, chứ không phải là ghen một cách gì quá đáng hết. Tại vì em là ngôi sao, em đâu có hiểu được. Em đâu có hiểu được cái tâm lý của cái người đàn ông. Mà không phải là ngôi sao. Em nói nè, tại vì người ta là một ngôi sao bên ngành gọi là về luật pháp đi, một cái ngành mà không liên quan đến nghệ thuật đi đúng không? Thì là người ta giỏi trong lĩnh vực đó là khi nào người ta làm việc với thân chủ xong, người ta nói ồ, cái mục sư đó giỏi quá, trẻ tuổi mà giỏi quá, thì chỉ có một hai người hoặc đại gia đình của thân chủ đó biết thôi. Còn bây giờ một ngôi sao như thế thì bao nhiêu người biết đúng không? Đúng không? Dạ. Trong khi đó người ta giỏi cũng đâu có, tức là người ta cũng là một ngôi sao trong một lĩnh vực, mà tại sao vợ mỗi lần gặp chồng không ôi chồng ơi chồng giỏi quá, chồng này cái nọ, mà chỉ có khen người khác, tự ái chứ đúng không em? Giống vậy đó chị. À, đúng không? Tự ái đó, cái tâm lý là như vậy. Em là khác nha. Giống bé Hân nhà bà xã em á, cũng y chang như bạn này nè, cũng nhiều lúc cũng mê những nghệ sĩ nổi tiếng bên Hàn Quốc ha, ở Việt Nam mình cũng vậy, nhiều lúc coi phim coi một chương trình đó cũng hoa cũng này nọ, em cũng phản ứng y chang vậy đó. Có gì đâu, tôi đẹp trai hơn mà. Đó. Rồi em nói đó dám chứ. Mà em là giỡn còn bạn này là thiệt. Bạn này là tổn thương thiệt á. Bạn này là thiệt. Vậy hả? Không, nhưng mà cái tâm lý đó là đúng. Thực ra là như vậy, chị nói nghe nè. Ai cũng có idol hết trơn á, đúng không? Ai cũng có idol hết trơn á. Nhưng mà
có những cái mà mình phải giả ngộ chút xíu. Ví dụ ở một mình đi, dạ, mình cứ mình tha hồ, em muốn biểu cảm sao biểu cảm. Nhưng khi có mặt chồng mình mà cái idol đó là đàn ông thì mình phải tém lại, cái đó chắc chắn là phải tém lại, dạ, đúng không? Bởi vì người ta là một cái gì đó xa xôi lắm, xa xôi dịu dợi. Cái người mà cận kề bên mình là chồng mình, dạ, đi suốt đời với mình, đúng không? Người đó vẫn là nhất. Thì mình đừng có để cho người ta tự hiểu, mình phải làm cho người ta hiểu được rằng đối với mình á, anh là nhất, yeah, idol là thứ nhì thôi, ví dụ vậy, đúng không? Yeah. Đó là tổn thương từ ái thôi. Yeah. Đó. Yeah. Rồi qua cái gia trưởng nè, cái này căng nè, ví dụ đi, cái này chắc phải bỏ rồi nha, chồng á phải sửa cái gia trưởng đi. Ví dụ giống như là ảnh thích, ảnh hay nói là ồ anh chỉ thích là người vợ của anh là chỉ dành hết thời gian cho anh thôi. Giống như là anh không có muốn mà phải chia sẻ em với ai hết, em đi với bạn rồi không có anh, rồi anh phải ngồi ở nhà anh chờ hay cái gì đó, anh chỉ muốn là em dành hết thời gian cho anh. Ừ. Đó là rồi nếu như em không làm thì ảnh như thế nào? Anh giận chị. Giận hả? Giận. Giận sao? Giận là kiểu giống như là ồ sẽ cãi nhau hôm đó, hay là anh sẽ kêu là ồ em không có được đi như vậy. Thí dụ như bạn em muốn hẹn em đi ăn sinh nhật hay là đi ăn đại khái đi, thì ảnh sẽ thích em lại như ồ hôm nay anh có thể chở em đi tới đó, em gặp bạn em vậy. Thà là hỏi ảnh chở, ảnh sẽ ngồi với em, còn hơn là em đi một mình em. Chị nghĩa là trong cái gia trưởng đó nó có cái sự ghen ở chồng luôn á. Chị nói em nãy bạn nói có hai cái chứ mấy, gia trưởng mới ghen. Lúc nãy em tưởng là cái ghen kia là em, anh sai, em xin lỗi em. Dạ. Bây giờ anh đã thấy được cái ghen của em rồi. Bởi vì cái luồng điện á mà nó chuyển qua chị cảm nhận là ghen thiệt. Em thì em nghĩ ghen với những idol kia là mình vẫn giỡn thôi. Em giỡn, dạ, chứ còn bạn này là thiệt. Dạ. Đó. Rồi đó, giờ sao ta? Giờ em mong muốn sao ta? Thì thật sự mà nói là ảnh chỉ lúc thời gian đầu thì em mới cảm thấy vậy thôi, nhưng mà thật sự hiện tại thì em thấy là ảnh đã khắc phục rất là nhiều. Rất là nhiều. Bao nhiêu phần trăm? Dạ. Em nghĩ chắc cũng 70-80% rồi. Vậy hả? Dạ. Ồ, vậy là hay quá. 70-80% là quá hay luôn, đúng không? Dạ. Dạ. Không, tại vì hồi đó là mình còn nít. Giờ mình cũng 31 rồi, mình 31 rồi. Mình 31 rồi thì nó cũng suy nghĩ nó cũng hơi khác tí. Mình cũng bắt đầu suy nghĩ rồi, mình bắt đầu đi gặp người này người kia nhiều, bắt đầu đi làm ăn rồi gặp người này người kia, thì cái suy nghĩ của mình cũng thay đổi một tí về mọi thứ, về cách nhìn, về quan điểm. Thì nó cũng theo anh Tuyên á thì cái ghen thì nó cũng tốt thôi, tại vì có yêu thì nó mới có ghen để giữ cho mình. Còn nếu mà không yêu không, muốn đi đâu muốn làm gì làm, mặc kệ rồi đó. Thật sự là như vậy cũng tốt, nhưng mà mình tiết chế lại. Bây giờ em thấy không, cô gái này đã hy sinh hết cả tuổi thanh xuân, 18-19 tuổi đó, bắt đầu yêu và bắt đầu cưới lấy em rồi vừa đi học vừa sanh cho em hai bé nữa. Cô bé này quá tuyệt vời, đó là của em luôn rồi. Thì bây giờ mình nên tiết chế lại cái đó tí xíu, tại vì nhiều lúc anh ghen quá thì anh cảm nhận là bé sẽ bị tổn thương. Dạ. Chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nhiều. Thật ra bạn á, bạn còn có một cái là sở hữu á. Sở hữu nó là thuộc tính của đàn ông rồi em ơi. Cái chuyện ai ông nào cũng vậy hết trơn á, nó là thuộc tính rồi. Đó, và cái gọi là cái giới hạn để mà cho bạn nó hiểu ra được là mình không nên sở hữu một con người á. Cái giới hạn á là tới 34 tuổi, tức là bạn này còn tới 3 năm nữa để mà phát tiết cái tật sở hữu đó ra. Hiểu không? Nhưng mà theo chị thì tại vì á, đó là dành 34 là dành cho những người mà họ chưa có con thôi, còn bây giờ mình có con rồi, yeah, thì mình sẽ phải lớn trước tuổi 3 năm. Yeah. Sau đây á, em biết không, nhất là em ở bên kia nữa thì cái việc mà em sở hữu về thời gian của vợ em á khó lắm. Bây giờ đang đi học thì maybe em có thể làm được điều đó, nhưng sau này cổ đi làm rồi, sao mà em sở hữu được? Thì em có dự định là sau này vợ đi làm rồi mà không có thời gian cho em thì em sẽ kêu vợ em nghỉ làm. Có suy nghĩ đó luôn hả? Sao ước mơ của cổ là em được làm sao cái đó mà em làm nhé. Em yên tâm, tại vì vậy nè, thực sự mà nói hai người sẽ bắt buộc phải có những cái suy nghĩ là mình phải gọi là canh chừng nhau theo một cách tế nhị nhất có thể. Bởi vì sao? Nếu như em mở công ty ở Việt Nam, chắc chắn là cái thời gian mà em dành cho gia đình á, nó sẽ còn không được gọi là trọn vẹn như là trước khi em mở công ty, chắc chắn là như vậy rồi. Cho dù chấp là có ba ở nhà hỗ trợ em đi chăng nữa, thì nếu nó là công ty của em thì bắt buộc em phải dành thời gian cho công ty. Nó gọi là đứa con tinh thần không thể thiếu được rồi, đúng không? Thì như vậy có nghĩa là bản thân em sẽ phải làm ngược lại cái việc là ồ em sẽ phải hơi ghen chút xíu đây, trời ơi ông về nhiều quá vậy rồi sao đây, đúng không? Yeah. Chắc chắn là như vậy. Yeah. Đó, cho nên rằng là hai đứa cố gắng sao cân đong đo đếm. Yeah. Về cảm xúc, cân đong đo đếm về thời gian, cân đong đo đếm về cái cách để mà mình giữ nhau á. Dạ. Đó, để mà mình sẽ tức là mình sống hai nơi á, hai cái văn hóa khác nhau. Yeah. Hai cái môi trường khác nhau, mình còn phải cân đong đo đếm thêm về vùng miền xứ sở nữa. Dạ, đúng rồi. Đó, cho nên mà có vẻ là ảnh cũng đã khắc phục rất là nhiều, tại vì lúc trước là giống như em cảm nhận là ảnh yêu giống như theo kiểu trẻ con á, là muốn giấu cái vật đó cho mình thôi, nhưng mà bây giờ ảnh lại muốn cho em là cảm thấy hạnh phúc, em muốn làm những gì, em ước mơ những gì em có thể thực hiện được. Thì ảnh thật sự mà nói là ảnh hỗ trợ em trong việc học rất là nhiều. Rất là nhiều. Sau này ở bên Mỹ mà em có một cô vợ mà giỏi giang ở ngoài xã hội á, là cái cảm xúc của em sẽ khác với một cái bà vợ mà chỉ ở nhà nội trợ cho em thôi, đúng không? Dạ. Trời ơi, bạn bè em giao tiếp mà đó nó ủa vợ chú làm cái gì vậy, nói bà nhà bà nấu nướng bà gọi con, cái tự nhiên mọi thứ
cái level nó xuống liền. Ừ, nó vợ tôi là dược sĩ là khác liền. Khác liền rồi. Bắt buộc mình phải sống ở đâu mình phải quen đó thôi. Dạ, em sẽ cố gắng. Rồi. Cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Dạ rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nè, thành đạt nè. Lúc nào cũng nắm tay nhau thật chặt nha, siết tay nhau thật lâu. Dễ thương quá. Dễ thương quá, hai em rất dễ thương. À, anh mời thiệt đó nha, xong chương trình này hai đứa cứ về hay làm gì đó đi cho anh quay một số nữa rồi anh hẹn qua nếu rảnh. Dạ. Nếu rảnh nha. Dạ. Còn cái này không ép rảnh thì qua bên anh tại diễn tí nên cũng chạy gì đó, mình ăn uống. Thôi nhận lời đi.